Em nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đấy, hôm nay là một cái video thả diều ở nhà Phương các bạn ạ. Đó, Phương lại vừa tậu một dàn đàn nhé các bạn nhé. Dàn này nó gọi là đàn thôi, không phải là hòa đàn, không phải là đàn bò, nó không phải là đàn gì cả. Nó chỉ có một duy nhất một chữ đàn thôi. Đó, Phương lại vừa mới tậu một dàn đàn cho con diều 2,5 m của Phương các bạn ạ. Kèm theo một cái đèn quạt gió này, giống y đèn của mình luôn các bạn ạ. Sáng không? Sáng không? Thổi đi xem sáng không. Đó, anh nắm vào xem sáng. Thổi đi. Ấy, sáng. Úi, sáng rồi. Ok, thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ test cái dàn đàn này của Phương nha các bạn nhá. Ok. Test dàn đàn này của Phương. Cái dàn đàn này thì chân nó ngắn quá cho nên là anh em mình vừa phải tháo cái chân chằm ở đây ra để buộc lên trên này các bạn ạ. Đấy, buộc lên trên đấy. Video đầu tiên trong năm nay phải không anh em? Mình thả diều tại đây, thả diều tại nhà Phương. Ok, bây giờ anh em mình sẽ lắp cái dàn đàn này lên nhá. Để nghe xem âm con đàn này nó có khác gì mấy còi, mấy hòa đàn ấy, các thể loại không anh em. Ngày hôm nay thì mình mới Phương mới tậu dàn đàn này về để test nhá. Xem âm con đàn này nó có gắt bằng cái loại còi không nhá. Thường thường thì mấy cái dàn mini như thế này thì mình hay chơi kiểu còi ấy cho nó gắt anh em ạ. Xem đàn này nó có gắt bằng còi hay không nhá. Mình thấy mấy người làm sáo người ta bảo là cái dàn như thế này này, dàn đàn này này, nghe thì nó hay thôi. Đây có à, màng đi. Có đen này. Mình thấy anh em bảo là nghe đàn này nó hay, nó cũng không đến mức gắt lắm đâu, nhưng mà nghe nó hay các bạn ạ. Đấy, thì ngày hôm nay Phương mới tậu cái dàn đàn này với cái giá là 800.000 nha anh em nhé. D35 2, 4, 6, 8, 9 quả. Đàn 35 9 quả anh em ạ. Nét này các bạn soi gương được luôn. Quả màu nét không? Nét thế. Mua đồ nét thế. Dàn đàn này là Phương mua lại của anh Toàn các bạn ạ. Đấy, dàn này hình như trước mình quay cho bạn xem rồi đấy. Dàn này, dàn đàn này, đúng rồi, mình quay ở con 2,5 m rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ mua về. Ngày hôm nay Phương đã mua về để test lên con 2,5 m này. Ok, buộc xong thì đi test, mình sẽ cho anh em xem tiếp nha các bạn nhá. Ok các bạn ơi, và sau một hồi thì anh em mình đã lắp sáo thành công các bạn ạ. Bây giờ tí nữa thì mình sẽ đi đâm cho các bạn nghe nhá. Con đàn này thực sự ngày hôm nay anh em mới nghe được hết âm của nó. Tại vì hôm trước mình quay ở dưới nhà anh Toàn thì con kia khung nó cứng quá cho nên đâm lên nó bị lít. Ngày hôm nay thì con này khung nó cũng mềm, con này của Phương thì khung nó cũng mềm, nó không đến mức cứng lắm. Đấy, thì mình sẽ test con này xem nó kêu hết lực như thế nào nhá. Cứng quá thường thường nó vươn lên nó sẽ líp anh em ạ. Đấy, bây giờ Phương nó sẽ gỡ dây. Đây là dây của Phương. Đấy, dây rất xịn xò, lôi ra đi em. Lôi ra xem có bị dối không. Đây là cách quấn dây của nghệ nhân Phương. Và rồi, ok. Đối mẹ luôn rồi. Nó qua đầu trên đầu dưới đấy. Nó qua đầu trên đầu dưới đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ đi đâm cùng với mình thôi. Mình phải gỡ cái đống dây ra đã. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mình bắt đầu đi đâm nhá. Ngày hôm nay anh em mình thả trong nào? Xiên mây khói luôn. Xiên mây xé. Thả trong làng các bạn ạ. Anh em nào ăn vải liên hệ. Đâu? Nó to. Ok các bạn nhá. Ôi dìa anh em nhá. Xin kè bạn mình nhá. Mình chỉ thích nghe nhạc Trung Quốc thôi. Rồi đứng đấy đi, kịch rồi. À? Kịch rồi. Nào. Xuống đồng đi, dây điện kìa. Ok anh em chuẩn bị nghe tiếng sáo rồi. Ôi,
đây à? Gì? Lánh à? Đừng có đỉnh đầu quá nó bổ ấy. Hai. Ok anh em, tôi test lại lần thứ hai, chắc chắn không có lần thứ ba. À. Ai? Phỏng vấn à? Quên. Mải thả diều quá, quên không quay cho anh em xem. Tối mẹ. Ok các bạn, đây con diều của anh em mình lên rồi. Các bạn có nhìn thấy xanh đỏ không? Kiếm để cho anh em xem. Có thế. Hôm nay đúng kiểu diều mình để đúng kiểu không có đèn nào ngoài đèn mình, có độc cái con kia đâu. Ok các bạn này, diều thì cũng lên rồi. Mình vừa chỉnh lại thêm 6 7 lần nữa anh em ạ. Đây là diều tâm huyết của Phương. Mình chỉnh lại thêm 6 7 lần nữa. Trước chỉnh 6 lần rồi. Trước chỉnh 6 lần, hôm nay 6 lần nữa là 12 lần. Phương có cảm xúc như thế nào về con sáo này? Đi gần ra đây. Sáo kêu không? Sáo được không? Kêu. Đáng đồng tiền bát gạo không? Quá đáng. Đây là đàn nhá anh em nhá. Anh em quá vừa lại. Đáng lắm luôn à. Quá đáng luôn à. Ôi à. Càng lắm anh em ạ. Con này tuyệt vời ấy. Mình bây giờ mình lại cảm thấy ganh tị với nó các bạn ạ. Nó có diều chơi mình không có con nào để chơi cả. Mai làm. Mai làm luôn. Mai mình làm luôn con 2,5 m. Hàng để chơi của mình các bạn ạ. Không ăn nghèo giữa khung bao bão. Chứ như thế này không ổn. Đấy quên không ai không quay cho anh em cái lá cờ. Nó còn thả cả lá cờ lên kìa. Kéo xuống, kéo xuống cho anh em xem lá cờ. Kéo xuống cho anh em xem lá cờ. Tối. Kéo xuống cho anh em xem lá cờ. Tối. Tối nhá. Đâu? Tối nhá. Tối. Tối mình cho anh em xem lá cờ này. Vừa lấy là hai anh em mình vừa đi ra ruộng kia. Không hiểu ông nào ông mang lá cờ ra đấy ông vứt. Phải ở dưới ruộng không? Mình nói điêu mình làm chó luôn các bạn ạ. Không, đi thật mà. Ông Phương lấy đi nhặt được lá cờ này ở ngoài ruộng kia. Thế xong bắt đầu anh em mình buộc nó lên trên diều thả luôn các bạn ạ. Không biết ông nào mất dậy lá cờ không để ở nhà treo đem ra ngoài đấy vứt. Hay là diều của thằng nào thả xong bắt đầu nó rụng xuống đấy nhỉ. Ở chỗ mình thì rất là nhiều người thả diều mà buộc lá cờ bên trên dây ấy. Nhìn khá là đẹp, khá là tuyệt vời anh em. Căng không? Thì... thật ra cái con này ấy, nếu mà một mình thả ấy, mà cố thì vẫn kéo được. Phương nó làm con này chủ yếu là một mình nó thả các bạn ạ. Nó thả xong bắt đầu nó kéo ấy. Một mình nó thả xong một mình nó kéo. Đấy. Thế cho nên là nó làm con bé như thế này. Mình đang tính như thế này. Diều của thằng này nó hai cánh đen. Đấy xong bắt đầu nó, à, đây là con ong trắng đen. Mình sắp tới thì có khả năng mình sẽ làm con bướm cánh đỏ. Con đen trắng. Thầy trắng đen mình đen trắng. Nói đùa anh em vậy thôi, đen rồi, đen là kiểu như âm phải không? Âm dương. Mình sẽ làm con diều hai cánh đỏ. Đuôi cũng hai bên đỏ các bạn ạ. Đuôi phải để... bên đỏ bên đen. Để đấu với con này. Ông ngày xưa mẹ xem phim siêu nhân toàn thích siêu nhân đỏ thôi. Anh à không? Ok các bạn ơi, vậy là con diều lên rồi, sáo thì cũng sẽ cho anh em nghe rồi. Bây giờ thì mình xin phép anh em mà đi về thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối nay kéo diều nhá. Tối nay anh em mình kéo diều, mình sẽ quay cho anh em xem cái lá cờ trên diều nhé. Còn bây giờ mình phải đi về rồi. Bye bye. Anh em cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like, subscribe, chia sẻ kênh nhá. Ok anh em nhá.